Chiều ngày 3 tháng 11 năm 2017, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh mạnh và bão số 12, trên địa bàn tỉnh Bình Định bắt đầu có mưa to và gió lớn. Tại xã An Nhơn, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, nơi được mệnh danh là vựa mai của miền Trung, hầu hết các hộ trồng mai đều tất bật huy động nhân công vận chuyển mai đi tránh bão. Nhiều gia đình phải đưa mai lên vệ đường, trong sân, trong hiên nhà để khỏi ngập nước. Theo người dân, tỉnh Bình Định vừa trải qua đợt lũ nhỏ, nước còn chưa rút. Nếu trong bão số 12 có mưa to thì sẽ xuất hiện lũ lớn. Những cây mai này đang trong giai đoạn làm nụ, nếu ngâm trong lũ sẽ ảnh hưởng đến quá trình nở hoa. Đáng ngại hơn, đợt lũ cuối năm 2016 khiến người trồng mai xã Nhơn An thất thu nên hộ nào cũng tập trung chăm sóc vụ mai năm nay để gỡ vốn. Vì vậy, trước bão số 12 này, các gia đình di chuyển các chậu mai lâu năm lên cao để tránh ngập nước, cho mai nở đúng dịp Tết. Thành là dân làng ở đây là không có lo âu. Mà ngày hôm nay là có cái bờ kia là dân làng lo âu là cứ nghĩ là lục chợ rậu là coi như nước nó dâng lên là mai nó hư. Thành bây giờ là bà con phải chuyển lên số ít để kiếm có đầu tư, trong đấy đầu tư. Xã Nhân An có hơn 1.000 hộ dân chuyên canh hoa mai cảnh phục vụ dịp Tết. Mỗi năm, tổng doanh thu của người dân ở đây từ mai Tết từ 15 đến 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, gặp năm mưa lũ, thời tiết thất thường, người trồng mai sẽ thất thu.